nãy giờ bác ngồi đây, bác ngồi đây cái con làm cho bác trẻ là gì được không? Muốn vậy hả? À, cho một vé về tuổi thơ, ráng chụp lại cho ông trẻ lại cái. Ok, chuẩn bị nha, 2, 3. Hello. Wow, trời đất ơi, đúng hình hài thôi á. Ừ, trời ơi, xưa tôi trẻ tôi cũng ngon chứ bộ bà ha. Trời ơi, chào em. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin giới thiệu đội khách của chúng tôi, ca sĩ Ngô Kiến Huy và ca sĩ Miu Lê. Anh người có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi.